Không tự tin thế nào cả, còn không cả dám cởi áo khi ngủ với lại ông xã. Cảm thấy tự ti ấy, tại vì mình không được đẹp ấy, bình thường mình nhìn mình còn chẳng dám nhìn ấy. Tình trạng ngực của mình thứ nhất là vừa lép này, vừa chảy này, mà vừa kiểu dạng kiểu bè sang hai bên ấy, bé nữa. Không tự tin thế nào cả, còn không cả dám cởi áo khi ngủ với lại ông xã. Bất tiện chứ, kiểu nhiều lúc không tự tin ấy, tự nhiên cảm thấy tự ti ấy, tại vì mình không được đẹp ấy, bình thường mình nhìn mình còn chẳng dám nhìn ấy. Thật ra là nếu mà nói đến bác Sơn thì mình thật ra theo dõi trên Face được phải một năm rồi. Một năm rồi, xong rồi mình cũng theo dõi tất cả nhiều cái bác sĩ khác, mấy nữ phẫu thuật khác ấy. Nhưng mà mình cảm thấy tự cứ bị bác cuốn ấy, tại vì những cái câu nói chia sẻ của bác với khách hàng ấy nó rất là thật. Mình cảm thấy cái thật của bác ấy chia sẻ với khách hàng là nhìn thấy nghe bác ấy nói rất là thật ấy, tâm không, mình cảm thấy nó thích. Còn thật thẩm mỹ khác ấy mình cảm thấy nó cứ giả giả nên là mình không có niềm tin. Đắn đo mãi mình bây giờ mình mới quyết định đi, và được cái là được ông xã ủng hộ nữa mình mới đi. Chắc chắn là sau những tuần này mình mong muốn là mình tự tin hơn, đẹp hơn thôi.